Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Zshop TV, nơi các bạn có những hướng dẫn chi tiết nhất về việc sử dụng máy ảnh. Đây là một hướng dẫn về Canon R6, tuy nhiên chúng ta sẽ thấy là R5 và R6 có những điểm khá là tương đồng và chúng ta có thể sử dụng hướng dẫn này dùng chung cho cả hai chiếc máy. Chúng ta hãy bắt đầu. Và chúng ta hãy bắt đầu bằng những phím nút ở bên ngoài. Trước hết, tháo lắp ống kính bằng cách bấm vào nút ở bên phải, xoay ngược chiều kim đồng hồ. Và khi lắp vào, chúng ta gióng hai chấm đỏ, xoay xuôi chiều kim đồng hồ. Ở đằng trước máy thì còn có một cái nút kiểm tra độ sâu trường ảnh. Tuy nhiên chúng ta có thể gán thêm các cái tính năng khác để thuận tiện nếu cần. Ở phía dưới chúng ta có khe cắm pin và có thể cắm thêm đế grip tay nắm dọc nếu cần. Khe cắm hai thẻ nhớ và tôi cũng khuyến nghị các bạn là sử dụng các cái thẻ có dung lượng cao để tận dụng quay 4K và chụp liên tiếp nhanh. Ở phía mặt trái ta sẽ thấy có cái cổng micro và cổng cắm tai nghe để kiểm tra, cổng remote. Ở đây có cổng mini HDMI và cổng USB-C. Ở đây chúng ta thấy USB-C có thể sạc được, tuy nhiên chúng ta nên sử dụng cái sạc có cái hiệu điện thế cao thì mới có thể sử dụng được cho những chiếc R5, R6. Ở mặt trên của máy thì ta sẽ thấy chiếc R5 có cái màn hình LCD, tuy nhiên chiếc R6 thì chỉ có một cái nút mode dial thôi. Ở đây chúng ta có nút bật tắt máy, nút chụp, nút multifunction để điều khiển một vài cái tính năng rất nhanh trong khi chụp. Và có cái nút lock là khóa lại để chúng ta tránh vặn những cái nút này một cách không chú ý. Tuy nhiên chúng ta cũng lưu ý rằng đôi khi chúng ta chạm một nút lock và nó khóa thì ở đây cũng là một điểm chúng ta cần lưu ý. Tiếp theo ở đây có một cái nút chỉnh diop, tức là có thể chỉnh cái độ viễn cận của cái electronic viewfinder để chúng ta có thể bỏ kiếng ra mà vẫn có thể ít nhiều nhìn được qua cái EVF. Ở mặt sau màn hình thì ta thấy có một cái màn hình xoay lật rất là tiện để có thể chụp những góc khó hoặc là quay phim hoặc là chụp tự sướng. Ở trên này ta thấy có một cái nút rate, tức là có thể đánh sao cho những cái hình mình đã chụp. Đây là một tính năng rất là hữu ích khi mà đổ hình vào Lightroom thì chúng ta đã có sẵn hệ thống sao. Đây là nút menu đi vào trong menu sâu chứa tất cả các cái tùy chọn của máy. Tiếp theo đây là cái joystick để điều khiển được cái khoảng lấy nét cũng rất là tiện lợi. Nút AF on, nếu như chúng ta gán tính năng lấy nét vào nút này thì có thể dùng nút chụp chỉ để đo sáng vào nút này lấy nét sẽ rất là tiện. Ở đây cái nút sao là AEIF lock thì cũng có thể gán cho nó những cái tính năng mà chúng ta thích. Tiếp đến là nút tùy chọn những cái khu vực cũng như là điểm lấy nét, cũng là một cái tính năng chúng ta thường xuyên sử dụng. Ở cái nút phóng đại thì ngoài việc phóng đại ảnh ra thì nó còn phóng đại ngay cái phần live view, rất là hữu ích trong việc là lấy nét bằng tay. Tiếp theo nút info thể hiện các cái thông tin layout ở trên màn hình, và khi chúng ta bấm xoay vòng thì sẽ hiển thị rất là đầy đủ các cái thông tin. Ngoài ra ở vị trí nút info và khi mà bấm vào quick menu thì có thể truy cập vào cũng rất là nhanh, có thể chỉnh khẩu tốc, ISO hoặc là tất cả những cái tính năng nhanh khác. Khi chúng ta bấm vào cái nút quick menu cũng có thể chỉnh được các cái tính năng, và một xíu nữa tôi sẽ đi vào trong cái chi tiết và những cái bánh xe và set để tùy chọn. Và đương nhiên chúng ta sẽ thấy nút play coi lại hình chụp cũng như là nút xóa hình. Tiếp theo đó là các cái thông số phơi sáng thì chúng ta nhìn trên cái bánh xe mode dial ở trên này, vị trí màu xanh đó là vị trí tự động hoàn toàn, máy sẽ tự chọn những cái bối cảnh, ví dụ như nó sẽ chọn là phong cảnh hay là macro tùy theo một cái bối cảnh ở đằng trước để chọn một cái chế độ có thể là phù hợp nhất. Tuy nhiên thì với cái người dùng thường xuyên thì chúng ta sẽ mau chóng rời khỏi chế độ auto để chuyển qua các cái chế độ chỉnh tay khác. Ở chế độ FV thì tuy Canon cũng cố gắng là đưa cho người dùng một cái lựa chọn dễ và phù hợp, tuy nhiên thì tôi cảm thấy cái phần FV này nó hơi phức tạp cho cái người bắt đầu, và vì vậy cho nên chúng ta sẽ chuyển qua các cái chế độ như là M, AV, TV và P. Ở đây thì chế độ M có nghĩa là thủ công chỉnh tay hoàn toàn khẩu tốc ISO. Với những chiếc ống mới của Canon R thì ta sẽ thấy cái vòng khẩu ở trên ống kính, đó là khẩu độ, tiếp tục là tốc độ nằm ở cái dial nằm ở trên này và cái vòng bánh xe này để chỉnh ISO, và ta sẽ thấy là ISO nó sẽ chạy và như vậy chúng ta điều khiển cả khẩu tốc ISO. Tiếp tục ở chế độ AV là chế độ ưu tiên khẩu độ thì đương nhiên vòng bánh xe này vẫn là vòng bánh xe về khẩu độ, tuy nhiên thì vòng bánh xe này vẫn có thể chỉnh được khẩu độ được và
đây là vòng bánh xe ISO. Ở chế độ AV, TV và P thì máy đo sáng và thi thoảng máy đo sáng sai thì chúng ta sẽ bù trừ sáng bằng cách là xoay cái vòng bánh xe ở đây để có thể có được một mức độ sáng như ý. Và ở chế độ AV, TV và P thì đương nhiên là các cái chế độ đo sáng sẽ có nhiều và chúng ta truy cập bằng cách là bấm vào nút Quick ở đây và sẽ thấy ở vị trí này có cái Mirroring Mode và ở đây đầu tiên là đo sáng toàn khung, tiếp theo là đo sáng điểm lớn và điểm này là đo sáng ưu tiên trung tâm. Đương nhiên thì có nhiều cách để tiếp cận vào menu bằng cách chúng ta có thể bấm vào nút Info và tại cái vị trí màn hình này bấm vào nút Quick thì chúng ta cũng có thể truy cập được vào trong cái phần thiết lập về đo sáng. Ở chế độ TV thì ta sẽ chỉnh tốc độ vẫn là bánh xe này và ta chỉnh ISO của bánh xe này cũng như là các cái chế độ bù trừ phơi sáng khác nhau. Ở chế độ P đó là cái chế độ mà máy sẽ tự động cả khẩu và cả tốc. Đương nhiên chúng ta vẫn có thể điều khiển được bù trừ sáng ở đây. Và ở trên vòng bánh xe thì còn thấy chữ B là chữ Bulb. Đó là khi mà chúng ta chụp, ấn nút chụp thì máy sẽ bắt đầu chụp và nhả nút thì là kết thúc một cái chu trình chụp. Và cái tùy chọn này nó sẽ phù hợp cho những việc mà chụp vệt xe hay là chụp pháo hoa, những cái chủ đề mà có thể là chưa xác định ngay được cái tốc độ chụp. Và tiếp theo đó là lấy nét. Đây là một điểm rất là quan trọng và ta có thể bấm vào trong Quick Menu. Nó sẽ hiển thị lên các cái chế độ cũng như là khu vực lấy nét. Thì chúng ta lưu ý đầu tiên đó là chế độ lấy nét. Thì ta sẽ có hai cái chế độ lấy nét. Đầu tiên đó là chế độ lấy nét một lần, one shot. Ở chế độ này thì sẽ phù hợp với những cái bối cảnh tĩnh và chế độ servo. Đó là những cái bối cảnh động. Đó là các cái chế độ lấy nét. Tiếp theo là cái khu vực lấy nét. Thì chúng ta sẽ bấm vào nút AF ở đây và sẽ có cái chế độ lấy nét đầu tiên là lấy nét theo cái chế độ là nhận diện khuôn mặt. Và khi mà nhận diện khuôn mặt thì sẽ nhận ra mắt và khuôn mặt và đây là mắt trái và nếu như chúng ta muốn chuyển qua mắt phải thì bấm qua bên này là chuyển qua mắt trái mắt phải. Và trong trường hợp mà có cái độ sâu trường ảnh rất là mỏng thì việc nó nhận dạng được cái mắt bên trái bên phải là điều rất là quan trọng. Tiếp theo đó là Spot AF, đó là một cái điểm rất là nhỏ và ta biết rằng khi điểm lấy nét rất là nhỏ thì có cái độ chính xác rất là cao. Tuy nhiên nó sẽ lấy nét chậm hơn so với cái One Point AF này và chúng ta sẽ thấy điểm lấy nét dần dần lớn dần lên, Expand AF Area, và chúng ta sẽ thấy nó sẽ lớn dần lên cho đến khi chuyển qua phần Around. Rồi đến chuyển qua phần zone AF, nó sẽ còn lớn hơn một chút nữa. Ở trong cái phần zone này thì máy cũng sẽ cố gắng nhận diện được cái khu vực nào cần phải lấy nét và để báo cho chúng ta là những cái điểm mà máy chọn để lấy nét. Chúng ta có phần zone mà theo chiều dọc, ví dụ như trong những cái bối cảnh mà chủ thể theo chiều dọc hay là bối cảnh theo chiều ngang. Chúng ta sẽ thấy bối cảnh theo chiều ngang. Truy cập vào khu vực lấy nét thì chúng ta cũng sẽ có cái nút Multifunction ở đây. Khi bấm vào thì chuyển qua cái phần One Shot và có thể xoay cái bánh xe này. Đây là cái động tác có thể truy cập rất là nhanh về cái cơ chế lấy nét. Còn khu vực lấy nét thì chúng ta cũng có thể bấm nút các cái khu vực lấy nét ở đây thì cũng có một cái menu cũng như là cái menu của Quick Menu. Tiếp theo là cân bằng trắng, chất lượng hình ảnh và một số thông số khác nữa thì ta sẽ truy cập bằng nút Quick Menu. Ở đây ta sẽ thấy phần cân bằng trắng ở vị trí ngầm định nó là Auto White Balance và trong rất là nhiều trường hợp thì tôi vẫn khuyến nghị các bạn là sử dụng cái Auto White Balance. Ngoài ra thì chúng ta có thể truy cập những cái thông tin thêm, ví dụ như là Auto White Balance White ưu tiên phần trắng hoặc là chúng ta sẽ bù trừ cộng trừ theo cái chiều màu xanh lá cây, màu magenta hồng, màu blue xanh dương hay là màu amber, màu vàng thì chúng ta có thể tùy chỉnh ở đây. Tuy nhiên thì có một số những cái cảnh đặt sẵn, ví dụ như là mặt trời, như là cái bóng râm
ở trong đám mây hay là đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang ở đây thì chúng ta có thể truy cập cân bằng trắng. Tiếp tục nữa đó là cái chất lượng hình ảnh, thì ở đây đó là vị trí về chất lượng hình ảnh. Chúng ta sẽ có lưu ở dạng file RAW, RAW nhỏ hay là RAW lớn. Chúng ta sẽ có ở JPEG, có thể là với một cái độ nén khác nhau cũng như với một cái dung lượng khác nhau. Và tôi cũng khuyến nghị các bạn là sử dụng, hầu như là chúng ta sẽ để ở cái large và cái độ nén ít nhất để mang lại một cái chất lượng hình ảnh cao nhất. Tiếp tục thì trong cái nút Quick Menu thì ta cũng có thể truy cập được một vài các cái thông số khác, với như là Flicker On Off ở trong trường hợp mà cái đèn của chúng ta, đèn LED hay là đèn huỳnh quang nó sẽ nháy chẳng hạn. Một số các cái thông số khác, ví dụ như là cái crop hình ảnh này, nếu mà muốn crop thành 16:9 hay 4:3 thì cũng có thể crop được. Tuy nhiên đây là một cái nếu chúng ta biết thôi, còn nếu không thì chúng ta vẫn cứ để cái tỷ lệ bình thường, đó là cái tỷ lệ 2:3. Ở trong cái chất lượng hình ảnh thì và trong menu sâu ở đây, ở ngay cái máy ảnh và cái nút chấm thứ nhất, thì ta sẽ thấy tất cả những cái truy cập vào trong cái menu này, thì còn rất là nhiều những cái tùy chỉnh về cái chất lượng hình ảnh cũng như là chỉnh qua về phần color space hay là chỉnh về các cái chuyển qua phần ở trong cái tiếp tục trong cái phần quick menu thì ta cũng có thể thấy cái picture style ở đây. Trong trường hợp này khi mà chúng ta chỉnh thì sẽ chỉnh những cái file JPEG. Nếu chúng ta muốn thêm về màu sắc, thêm về độ sắc nét, thêm về độ bão hòa màu thì tất cả những cái tùy chỉnh này có thể áp dụng vào file JPEG nhưng mà không áp dụng vào trong file RAW. Tiếp theo là quay phim. Chiếc Canon R5, R6 thì có một cái nút quay phim riêng ở đây, và bất cứ một cái lúc nào mà cần quay phim thì có thể bấm nút này. Tuy nhiên thì để cho truy cập vào chế độ quay phim một cách tốt nhất, có một cái khung hình đúng ngay từ đầu, thì ta sẽ chuyển qua cái vị trí quay phim ở đây và cái màn hình hiển thị, nó sẽ hiển thị cái màn hình về quay phim. Trước hết là ta sẽ có cái nút ở bên trên trái này, và khi bấm vào thì sẽ có lựa chọn đó là quay chỉnh tay hay là quay tự động. Tùy chúng ta, nếu như mà chúng ta đã quen thì có thể chuyển qua cái chế độ chỉnh tay hoàn toàn. Ở đây khi mà chúng ta bấm vào nút Quick Menu thì có thể truy cập vào các cái thông số là lấy nét cũng như là thông số về cái chất lượng phim, thì nó hiển thị lên các cái chất lượng phim ở đây. Và chúng ta lưu ý là chiếc R5 thì còn quay 8K và rất nhiều những cái tính năng về quay phim khác so sánh với chiếc R6. Ở đây thì khi mà bấm vào cái phần về lấy nét thì ta sẽ có lấy nét một lần, lấy nét liên tục hay là lấy nét theo khuôn mặt. Và trong đa phần trường hợp thì tôi cũng khuyến nghị các bạn là có thể lấy nét theo khuôn mặt và lấy nét chạm. Tùy vào cái vị trí mà chúng ta cần lấy nét thì nó sẽ chuyển nét liên tục cho chúng ta. Còn đương nhiên thì khi bấm vào nút menu ở đây, khi mà máy ở cái chế độ quay thì menu nó sẽ hiển thị lên là menu quay. Và cũng như vậy ta sẽ bấm vào trong chi tiết những cái thông tin về quay, về mặt chất lượng file, về có crop cái phim hay không, hay là quay HDR hay không, hay là quay nhanh. Ví dụ như chúng ta vào phần high frame rate ở đây thì chúng ta enable thì chúng ta sẽ có cái là quay nhanh và tua chậm lại. Còn rất là nhiều các cái tính năng về quay phim cũng rất là hữu ích khác có thể truy cập ở trong cái menu chính này. Khi đã chụp xong thì chúng ta sẽ coi lại hình, thì đương nhiên chúng ta thấy nút play đây để coi lại hình, và bấm vào nút info thì ta sẽ xem những cái thông tin. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta bấm vào nút quick ở đây thì sẽ có những cái tùy chọn cũng khá là thú vị. Chúng ta cũng muốn khóa cái là không, có đánh dấu không, và đặc biệt là có thể chỉnh sửa một chút xíu như là crop lại cái hình theo ý muốn chẳng hạn thế. Thì đây là một vài cái menu mà chúng ta có thể tận dụng được khi mà chúng ta xem lại hình. Tiếp tục nữa đó là khi mà vào phần menu show thì sẽ lưu ý rằng khi mỗi lần chụp xong thì ta sẽ copy cái hình vào máy tính và format lại thẻ, thì chúng ta sẽ vào phần kìm, vào phần số 1 ở đây, và chúng ta format lại thẻ khi mà mỗi lần khi mà chụp mới. Ngoài ra thì có một cái điểm rất là thú vị tôi cũng muốn nói, đó là vào trong cái phần info, bấm vào nút quick thì ở đây chúng ta sẽ truy cập được vào cái phần là gán
các cái nút như thế nào. Thì tôi cũng trao đổi với các bạn là có rất là nhiều những cái nút và chúng ta có thể gán được tất cả các tính năng. Và khi mà ta trượt các cái nút xuống thì ta sẽ thấy rằng là có thể gán được rất là nhiều nút, gán về chức năng, về lấy nét, về đo sáng để có thể truy cập rất nhanh thay vì vào trong cái hệ thống menu. Qua thời gian sử dụng chiếc Canon R6 thì tôi thấy đây là một chiếc máy rất là mạnh mẽ, chất lượng hình tốt và rất là thân thiện với người dùng. Tôi hy vọng rằng là qua thời gian sử dụng chiếc máy này cộng với cả xem video clip của kênh Zshop TV thì các bạn sẽ có những trải nghiệm nhiếp ảnh thực sự là phong phú. Đừng quên like và subscribe cho kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.